Ray, đừng làm điện thoại nữa, để tôi dạy anh làm xe nhé. Xe dòng S của chúng ta trực tiếp 49.000. Giang hồ lưu truyền truyền thuyết lão lôi có hệ thống chế tạo xe là nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. Cái gì? Hệ thống của Ray ở chỗ tôi. Lão lôi làm nhiệm vụ, thưởng cho ta. Từ siêu sạc nhanh đến màn hình toàn diện, màn hình gấp, từ chip 28 nanomet đến 2 nanomet từ băng cơ sở 4G đến mạng 8G không sản xuất chip cho chúng tôi. Dưới cổ hồng tinh chúng ta toàn là can đảm. Chúng tôi tự làm máy photocopy. Xem nhân vật chính từ điện thoại di động bắt đầu cùng hồng tinh thúc đẩy thế giới. Đưa bạn đi qua toàn bộ quá trình từ sáng lập đến vĩ đại của ngôi sao đỏ. Chương 1 Lôi Tuấn, ngươi hệ thống rơi mất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Tạo xe Tạo xe gì? Xe máy A Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Làm chén này cháo gạo, chúng ta hồng tin liền xuất phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Tài xế tiểu mật cùng hồng tinh thông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Cực khách cùng cực hạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Thứ 100 cái mộng tưởng nhà tài trợ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Cậu Phú Quý chớ quên đi bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Chú bác sĩ cùng liễu chủ nhiệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Ta chính là bảy lần bắt mạnh hoạch cái kia mạnh hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Chim cánh cục kỹ thuật nồng cốt bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét